Thanh Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thích cái hoạt động phóng sinh cá không nè? Hôm nay là sinh nhật của ba kết nghĩa của Thanh Mai. Thế nên là Thanh Mai sẽ theo chân ba của mình cùng với những người bạn của ba đi xuống khu vực Tiền Giang, đến một cái vựa cá rất là nổi tiếng và rất là lớn, mua rất là nhiều cá, cũng như là mua những cái con cá koi cực kỳ đẹp. Và các bạn biết mang đi đâu không? Mang đến khu vực chùa Mẹ Nam Hải Tiền Giang. Trước khu vực chùa Mẹ Nam Hải có một cái khu vực sông Mekong rất là lớn, và mọi người sẽ phóng sinh cá xuống đó để cho những cái con cá này tự do sống trên một cái khu vực sông rất là rộng lớn. Nếu như mà các bạn cũng yêu thích hoạt động phóng sinh cá thì các bạn cùng Thanh Mai xem hết video clip này nha. Tại vì video clip nó rất là dài, thế nên là Thanh Mai sẽ chia video clip của mình ra làm hai phần, phần 1 và phần 2. Thì trong video clip phần 1 này thì Thanh Mai sẽ chia sẻ nửa hoạt động. Và các bạn nhớ bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Thanh Mai để có thể xem video clip phần 2 nữa nha. Ba kết nghĩa của Thanh Mai rất là chu đáo. Sáng nay có cử tài xế qua nhà Thanh Mai đón Thanh Mai lúc 7 giờ sáng đó các bạn. Bây giờ hiện tại Thanh Mai đang di chuyển trên khu vực quận 2. Đó, trên đường đi thì các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều những cái xe hơi là xe VinFast được sản xuất bởi tập đoàn Vingroup. Bởi vì đây là một trong những cái xe được sản xuất bởi Việt Nam nhưng mà chất lượng nó cũng rất là tốt. Chính vì vậy mà người Việt Nam mình bây giờ cũng có rất là nhiều người mua và ủng hộ cho tập đoàn Vingroup. Dẫu sao thì cũng có những cái chính sách rất là phù hợp. Bên phía tay phải cũng như là trên cung đường thì chúng ta sẽ thấy được khu vực quận 2 là một cái khu vực bây giờ đang phát triển rất là đẹp. Có rất là nhiều tòa nhà, những cái con đường rất là to, rất là rộng với rất là nhiều đường, len đường ha. Đó, các bạn sẽ thấy bên phía tay trái là một cái chùa rất là to và rất là đẹp. Thanh Mai đi trên cái chùa này nhiều lần rồi nhưng mà Thanh Mai vẫn chưa có nhu cầu là để mà vào trong đây quay video chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà trong tương lai đó thì Thanh Mai nhất định sẽ vào đây để mà quay video và chia sẻ cho các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy ở bên phía tay phải thì đây là một các bạn thấy cái cầu rất là cao không? Thật ra nó là cái đường ray của hệ thống metro đó các bạn. Thì cái hệ thống metro này á, đây là cái hệ thống đầu tiên được xây dựng vào năm 2012 và sẽ hoàn thành vào năm 2021. Có nghĩa là qua năm sau, năm 2021 đó, thì người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhu cầu sử dụng cái hệ thống của tàu metro này để mà di chuyển từ khu vực chợ Bến Thành lên khu vực Suối Tiên cũng như là khu vực quận 9. Bên phía tay phải thì các bạn cũng sẽ thấy được đây là cái khu vực của khu vực Thảo Điền nha các bạn. Khu vực này tập trung rất là nhiều những cái biệt thự và rất là nhiều người giàu sinh sống. Bên phía tay trái thì các bạn sẽ thấy được khu An Phú và khu này cũng tập trung rất là nhiều người giàu. Bây giờ thì chúng ta đang tiến hành di chuyển lên khu vực cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn thì nó vô cùng quan trọng bởi vì nó nối khu vực quận 2 với khu vực quận Bình Thạnh. Đó, khi mà chúng ta lên khu vực cầu Sài Gòn bên phía tay trái thì chúng ta sẽ thấy được cái Vinhome Central Park, và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy được tòa nhà rất là cao. Tòa nhà này là hiện tại là có tên là Landmark 81. Đây là tòa nhà cao nhất tại thời điểm hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đây là tòa nhà Pitexco cao nhất nhưng mà bây giờ là Landmark 81 là cao hơn rồi. Nếu như mà các bạn mà có nhu cầu á, mà muốn ngắm toàn cảnh của Sài Gòn đó, thì các bạn cũng có thể mua vé lên trên tầng 79 đến tầng 81 của tòa nhà Landmark, thì các bạn cũng có thể ngắm được toàn cảnh của Sài Gòn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể mua sắm hoặc là có thể xem phim. Các bạn cũng có thể đi vào những cái nhà hàng sang trọng ở trong tòa nhà 81 này. Và nó nằm trong cái khu vực Vinhome Central Park nha các bạn. Đó, thì khi mà các bạn đi ngang qua cái khu vực cầu Sài Gòn đó, thì các bạn sẽ tiến đến khu vực quận Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh bây giờ đó các bạn thì là một trong những cái quận rất là đẹp. Đó, cũng tập trung rất là nhiều những cái tòa nhà cũng như là tập trung rất là nhiều những cái khu vực người giàu sinh sống. Chẳng hạn như là khu vực quận Bình Thạnh nó có cái Vinhome Central Park này các bạn. Rồi nó có cả rất là nhiều những cái khu nhà cao cấp ha. Đó, thì các bạn đi trên những cái con đường này thì các bạn thấy đường xá không? Nó cũng rất là đẹp. Đó, có rất là nhiều những cửa hàng, những cái trung tâm mua sắm.
Và đặc biệt là các bạn biết sao không, ba của Thanh Mai á, ba Kết Nghĩa đó, cũng sống ở trong cái khu vực quận Bình Thạnh này luôn. Thế nên là sáng ưu tiên qua đón Mai trước, và sau đó thì sẽ đi qua đón ba và những người bạn. Thì bây giờ mọi người đang ngồi trên xe rồi này các bạn. Mọi người sẽ di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng và di chuyển cũng như là chúng ta sẽ dừng lại ở hai điểm dừng. Thứ nhất là chúng ta sẽ dừng lại ở Long An tại homestay Tre Homestay. Thì trước đây Thanh Mai cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái Tre Homestay rồi ha. Đó, nhưng mà bây giờ đó thì trong video clip này thì Thanh Mai sẽ không quay về Tre Homestay nữa, mà Thanh Mai sẽ chia sẻ cho các bạn cái chương trình mà đi phóng sinh cá ha. Đó thì chúng ta đang đi trên cái con đường cao tốc Long Trung Lương này các bạn. Thì cái con đường cao tốc này đó, nó nối khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực Tiền Giang, và chúng ta có thể di chuyển 100 km trên một giờ. Trên đường đi thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái ruộng lúa của người nông dân. Đó thì bây giờ thì chúng ta đã đến cái khu vực cửa vào của Tre Homestay rồi. Đó thì nếu như mà các bạn bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của Thanh Mai đó, thì các bạn sẽ thấy Thanh Mai đã chia sẻ video clip về Tre Homestay phần 1. Nếu như mà các bạn mà muốn có những cái trải nghiệm trở thành một người nông dân, các bạn muốn ở lại qua đêm ở khu vực nhà dân đó, các bạn muốn được trở thành nông dân, đi trồng lúa, gặt lúa, hoặc là có những cái trải nghiệm miệt vườn, trải nghiệm mà như là một người nông dân, thì các bạn đừng có quên ủng hộ cho ba Kết Nghĩa của Thanh Mai có những cái trải nghiệm tại Tre Homestay của ông ấy nha. Đồng bằng sông Cửu Long thì rất là nổi tiếng bởi những cái cây dừa này các bạn. Thì trên đường đi thì chúng ta thấy được rất là nhiều cây dừa. Đây là cái con đường dẫn vào Tre Homestay nha các bạn. Đó thì rất là đẹp và rất là dễ thương ha. Đó, khi mà các bạn đến với Tre Homestay đó, thì các bạn sẽ được uống dừa nè, các bạn sẽ được ăn tất cả những cái rau sạch, cũng như là được ăn lúa trồng ở trong khu Tre Homestay luôn. Các bạn có thể là chơi với lại những con vịt, con gà, hoặc là các bạn có thể chơi với những con mèo, con chó rất là ngộ nghĩnh. Đó, đây là một trong những cái điểm đến vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và Thanh Mai hy vọng rằng là một ngày nào đó nếu như các bạn có dịp đến Tre Homestay đó, thì biết đâu được các bạn vô tình gặp Thanh Mai vào dịp cuối tuần ở Tre Homestay ha. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại để cho ba Thanh Mai bỏ một số đồ xuống Tre Homestay. Mọi người chỉ ghé vô Tre Homestay á, để ba của Thanh Mai bỏ một số vật dụng xuống thôi. Tại vì á, là cái nhà, tòa nhà chính á, chưa có được hoàn thiện, khoảng 3 tháng nữa thì mới hoàn thiện. Và khi mà bỏ tất cả mọi đồ đạc xuống rồi thì mọi người tiếp tục lên đường cao tốc Trung Lương để tiến thẳng về khu vực Tiền Giang. Thì bây giờ thì đoàn của Thanh Mai sẽ dừng lại tại một cái vựa cá giống nổi tiếng nhất tại tỉnh Tiền Giang, và là một trong những cái vựa cá vừa bán sỉ vừa bán lẻ nổi tiếng nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đó các bạn. Đây là một cái khu vực á, mà có tên là Bảy Thanh. Đó, khi mà các bạn đến đây đó thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều khu vực hồ cá ha. Đó, và bên ngoài thì các bạn thấy được cái bảng nè, không những chỉ bán cá giống mà còn có bán ít giống nữa đó các bạn. Nè các bạn thấy không, có những cái hồ chứa rất là nhiều những cái con ếch nhỏ này các bạn. Và cái thiết kế hồ rất là ngộ nghĩnh, các bạn thấy không, bỏ rất là nhiều những cái miếng xốp hoặc là bỏ rất là nhiều những cái bìa đá lên á, cho mấy cái con ếch này nè các bạn, nó có thể trèo lên trên cái khu vực của cái bìa đá hoặc là của cái tấm miếng xốp ha. Nếu như mà bạn muốn mua cá giống đó thì bạn có thể là tự tay mình bắt, hoặc là bạn cũng có thể là nhờ người chủ họ bắt dùng cho bạn. Những cái loại cá nào mà các bạn có nhu cầu đó mà mua đó thì các bạn sẽ bắt và bỏ vào một cái thau nhựa. Đó, các bạn thấy không, có rất là nhiều những cái dạng như là hồ cá ha. Thì cái vựa cá này nè thì ở họ có khoảng 200 những cái hồ cá khác nhau. Tuy nhiên là tại cái khu vực này thì có khoảng là 20 hồ cá ha. Đây là cái cô chủ này các bạn. Cái cô này tên là Hiền đó. Thì chút xíu nữa Thanh Mai sẽ phỏng vấn cô ha. Thì chút xíu nữa các bạn sẽ nghe cô ấy chia sẻ nha. Thì các bạn già sẽ có cơ hội là đi lòng vòng trong cái khu vực vựa cá này nè các bạn.
các bạn có thể thoải mái là lựa chọn những cái loại cá nào mà các bạn có nhu cầu muốn mua. Đó, các bạn có thể mua cá để mà về nuôi, hoặc là các bạn cũng có thể mua cá để phóng sinh. Thì hôm nay ba của Thanh Mai cũng như là Thanh Mai và những người bạn của ba đó thì xuống đây để mà mua cá phóng sinh. Tuy nhiên thì các bạn có biết sao không? Là ở ngay Tre Homestay á, thì ba của Thanh Mai cũng có rất là nhiều hồ cá. Và đây là một trong những cái nơi mà ba Thanh Mai rất là thích đến đây để mà có thể mua cá, để mà có thể là nuôi ở tại trong khu vực Tre Homestay đó các bạn. Thì các bạn coi những con cá nó rất là đẹp ha, màu sắc rất là rực rỡ ha. Đó, các bạn có thể chọn, đây là con cá koi nè các bạn. Thì hôm nay thì mọi người cũng quyết định mua rất là nhiều cá koi để mà phóng sinh rồi đó các bạn ha. Cá koi thì thường là một trong những cái loại cá rất là mắc tiền, tại vì con cá koi này nó có tuổi thọ sống rất là lớn, nó có thể sống cả trăm tuổi. Và nếu như mà các bạn có những con cá koi lớn tuổi mà đẹp đó, các bạn có thể bán với giá rất là cao, tính cả trăm triệu đó các bạn ha. Đó, thì nếu như các bạn muốn lựa chọn cái con cá nào các bạn thích đó, thì cái người bán cá sẽ đưa cho bạn một cái vợt và bắt đầu các bạn sẽ tự bắt những cái con cá mà bạn yêu thích và bỏ vào một trong cái thau nha. Đó. Nè các bạn coi, có rất là nhiều hồ cá. Đây là cái bạn tài xế nè, bạn này cũng thích mua cá để về nuôi đó các bạn. Thế nên là bạn cố gắng bạn bắt những cái con cá mà bạn yêu thích. Đó, thế nên là bạn sẽ mang về lại Sài Gòn và bạn nuôi ở trong cái hồ cá cảnh của bạn. Còn đây là Thanh Mai này các bạn. Thì hôm nay Thanh Mai cảm thấy rất là vui được đi phóng sinh cùng với ba nuôi của mình. Tuy nhiên là các bạn biết sao không, mỗi người có một sở thích khác nhau. Vào tất cả những ngày sinh nhật của ba kết nghĩa của Thanh Mai đó, thì ba ấy là thích mua cá để phóng sinh. Và thật ra đó thì ba kết nghĩa của Thanh Mai là một người rất là thích làm từ thiện, và cứ mỗi dịp như là đầu tháng hoặc là giữa tháng ngày rằm gì đó là ba hay nấu cơm chay từ thiện đó các bạn, ở cái chùa Từ Thuyên đó hay phát rất là nhiều, cả ngàn hộp cơm chay từ thiện cho những người nghèo đó các bạn. Nếu mà các bạn có dịp đến chùa Từ Thuyên đó thì có lẽ là các bạn cũng có thể là có rất là những cái phần ăn từ thiện ha, cơm chay ha. Nè, đây là ba kết nghĩa của Thanh Mai nè, thì cũng đang bắt cá này các bạn. Thì mỗi người có một sở thích. Thanh Mai cũng thích là thích phóng sinh cá. Tuy nhiên là vào ngày sinh nhật của mình đó, thì Thanh Mai thích là Thanh Mai sẽ phát đồ ăn, hoặc là Thanh Mai cũng thích mình sẽ mua sữa, hoặc là mua những cái đồ ăn. Các bạn biết làm gì không? Thanh Mai thích mang đến những cái bệnh viện, bởi vì ở khu vực bệnh viện có rất là nhiều những người nghèo và những người thực sự họ rất là cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là một trong những cái cách mà Thanh Mai vẫn thường làm. Và Thanh Mai tự hứa với bản thân mình đó, là tại vì thời điểm hiện tại là Thanh Mai, tại vì trước dịch là Thanh Mai có đầu tư mua nhà của Vingroup á, Thanh Mai vay ngân hàng 70%, nhưng mà thực sự là Thanh Mai không biết là dịch Covid nó xảy ra và cái ngành du lịch của Thanh Mai từ Tết đến giờ Thanh Mai không làm được gì hết. Và chính vì vậy mà Thanh Mai vay 70% tiền của ngân hàng, thì hàng tháng bây giờ Thanh Mai vẫn phải làm vất vả. Nhưng mà thực ra các bạn biết sao, không phải là cái công việc chính của mình, mà Thanh Mai dạy học tiếng Anh đó. Thì Thanh Mai sẽ cố gắng là làm sao mà trả hết tiền cho ngân hàng. Và khi mà trả hết tiền cho ngân hàng rồi thì Thanh Mai có ước nguyện đó là Thanh Mai sẽ làm từ thiện. Đó, Thanh Mai sẽ cố gắng là làm việc nhiều, chăm chỉ, dành cái tiền đó Thanh Mai thích vào những cái bệnh viện và làm từ thiện cho những cái người thật sự cần giúp đỡ. Và Thanh Mai cũng thích giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những người thật sự rất là nghèo ha. Thì đợt vừa rồi các bạn biết không, là khi mà giờ cái lũ lụt ở miền Trung á, mặc dù là Thanh Mai đang thất nghiệp nhưng mà Thanh Mai đi dạy học đó các bạn, Thanh Mai dùng hết tiền của nguyên một tháng lương vừa rồi đó, Thanh Mai ủng hộ cho người dân miền Trung á. Là Thanh Mai cũng gom tất cả những nhiều đồ đạc của Thanh Mai mà Thanh Mai mua mà Thanh Mai không mặc hoặc là vẫn còn mới nha các bạn, Thanh Mai cho mấy người miền Trung ha. Đó, khi mà mọi người mua cá và chọn cá, hoặc là chọn tất cả những cây con cá mình yêu thích xong rồi đó, thì cái người đóng gói người ta sẽ đóng vào bao cho mình. Và các bạn thấy hôm đây là cái bình oxy ha, thì cá nó cần phải có oxy thì nó mới có thể mà nó thở được. Thì các bạn coi nè, thì đây là những cái con cá koi ha. Đó, thì ba của Thanh Mai đã bắt rồi nè các bạn, nó rất là đẹp, rất là dễ thương nè các bạn thấy không. Đó, hoặc là nếu như mà chúng ta mà mua con ít á, thì người ta sẽ tính con người ta tính tiền nha các bạn. Ví dụ như là khi mà các bạn mua cá đó thì người ta sẽ tính ký để người ta tính tiền, nhưng mà khi mà các bạn mua ít á, thì người ta lại tính con nha các bạn. Đó. Đó, các bạn coi mấy con ít này nhảy tới nhảy lui rất là dễ thương. Thì ba của Thanh Mai cũng như là mọi người quyết định là mua rất là nhiều cá đó các bạn, mua nhiều lắm luôn đó các bạn. Đó, thì năm nào và sinh nhật của ba kết nghĩa của Thanh Mai thì ba ấy cũng mua cá để phóng sinh. Này các bạn coi,
Đó, Thanh Mai bây giờ cũng bắt cá nha các bạn. Thanh Mai bắt nhưng mà mấy con cá này nó bơi nhanh lắm, và Thanh Mai cũng sợ mình làm nó bị đau đó các bạn. Thanh Mai cũng không dám là mình đụng đụng mạnh vào nó đâu. Đó, tại vì thật ra mình đã phóng sinh là mình đã muốn mang lại cái sự sống cho những con cá này mà ha. Thế nên Thanh Mai cũng không muốn rằng là khi mình phóng sinh xong rồi mấy con cá này nó xuống sông á mà nó chết thì không còn ý nghĩa nữa đâu các bạn. Đó. Mấy con cá này thật sự là nó rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì các bạn coi. Trời, vớt lên bắt vô bỏ vô thao. Đó thì các bạn thích thì các bạn sẽ bắt. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể nhờ người người bán các bạn ha. Người ta có thể bắt giùm các bạn ha. Đó, các bạn coi. Cá bơi nhanh lắm đó các bạn, bởi vì cá cũng sợ bị bắt đó các bạn. Khi mà bắt xong thì chúng ta bắt buộc phải bỏ lên cái thau này nè các bạn ha. Đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ mang vô trong để cân. Nè các bạn coi, cá nó màu rất là đẹp và rất là dễ thương ha. Tùy vào màu sắc, tùy vào cái độ lớn nhỏ của nó thì chắc chắn là chúng ta sẽ trả cái giá khác nhau. Cô Hiền ơi, cô Hiền là làm cá này bao lâu rồi ạ? Làm trên 20 năm rồi. Trên 20 năm được không ạ? Ở đây mình có những cái loại cá nào hả cô? Đủ cái cá nước ngọt đó. Nó đủ loại cá nước ngọt đúng không ạ? Thì giá rẻ nhất là bao nhiêu tiền hả cô? 40-50 ngàn. Dạ, còn cá nào mà giá cao nhất ạ? Cao nhất thì con cá khô, con cá... Cá khô hả cô? Cá khô. Cá khô, dạ cá khô rồi cá gì, cá coi nữa hả? Đúng không? Cá coi là nó mắc thôi, còn cá kia thì giá nó bình dân à. Cá coi thì ở đây cô bán bao nhiêu tiền một ký ạ? Tùy theo loại chứ. Dạ. 300, 200, 400 cũng có nữa. Tùy dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Thì thông thường á, ở đây mình có tổng cộng là bao nhiêu hồ cá hả cô? 20 hồ ạ, dạ. Thì mình là cung cấp rất là nhiều loại giống cá cho rất là nhiều nơi đúng không cô? Giao sỉ với lại bán lẻ. Dạ, giao sỉ bán lẻ, dạ. Rồi cô có cái một cô có cái kinh nghiệm gì không cô chia sẻ cho con chút được. Nếu mà muốn nuôi cá coi á, muốn nuôi cá coi mà tốt thì kinh nghiệm làm sao ạ cô? Thì mình cũng phải xử lý nước rồi cách mình cho ăn với lại thì chủ yếu là vậy thôi. Dạ vâng ạ, rồi cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Chúc cho kinh doanh của cô thuận lợi và gặp nhiều may mắn ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi các bạn đã nghe qua cái cuộc phỏng vấn của cô Hiền ha, chủ vựa của vựa cá Bảy Thanh rồi. Thì bây giờ là cái thời gian mà mọi người sẽ cân cá để mà trả tiền. Thì các bạn coi, mấy con cá coi nó đẹp, nó dễ thương quá luôn đó. Rồi, bao nhiêu cá mà muốn mua thì bắt sẽ bỏ vào trong bịch. Đó, thì cái bịch này nó có hai lớp. Lớp tại vì nó phải bằng ni lông này các bạn, thì cá nó không bị chảy ra ngoài ha, mà nước nó mới có thể ở trong cái bịch ni lông được ha. Đó, khi mà đóng gói vậy là các bạn biết sao không, bắt buộc phải cho oxy vô trong nha. Đó này coi, các bạn coi cái dây này là dây mà để bỏ oxy ha. Đó, khi mà bỏ oxy á, thì các bạn coi nó sẽ phồng lên. Để các bạn coi, đó cái anh này đang bỏ oxy vô ha. Ban đầu là bỏ ép nó xuống ha, cho nó ra hết oxy xong bắt đầu mới là bơm oxy vô. Bạn coi thấy không, bạn thấy không? Cái oxy này vô cùng quan trọng đó các bạn, bởi vì sao? Đoàn của Thanh Mai sẽ chưa có phóng sinh liền, mà bây giờ là giờ ăn trưa rồi, mọi người cần phải ăn trưa. Này các bạn coi con rùa dễ thương quá luôn. Tức là mọi người sẽ đi ăn trưa. Ăn trưa xong rồi mọi người mới bắt đầu là di chuyển lại cái khu vực chùa Nam Hải, chùa mẹ Nam Hải Tiền Giang. Đó thì mới phóng sinh cá nha các bạn. Bữa trước Thanh Mai cũng tại vì ba của Thanh Mai là có kêu gọi quyên góp tổng tiền để mà xây con đường vô chùa đó các bạn. Thì bữa vừa rồi Thanh Mai cũng có hỗ trợ ba của mình đóng góp để xây cái con đường vô chùa đó các bạn. Của ít lòng nhiều thì Thanh Mai cảm thấy rất là vui khi mà mình cũng có đóng góp được một phần số tiền nhỏ của mình để mà hỗ trợ cho cái chùa ha, xây lại con đường ha. Này các bạn coi, mua hết luôn này các bạn không? Mua quá trời cá luôn này các bạn ha. Đó, bỏ rất là nhiều bịch luôn. Đó thì bây giờ sẽ bỏ lên xe. Đó, và bắt đầu mọi người sẽ mang ra khu vực của sông. Tại vì trời nó nắng thế nên là phải che cái bạt lên đó các bạn. Chứ nếu không mà nước nó nóng thì cũng sợ ảnh hưởng đến cá và sợ cá nó bị chết đó các bạn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã yêu quý Thanh Mai cũng như là ủng hộ kênh YouTube cho Thanh Mai nha các bạn. Các bạn đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của Thanh Mai để có thể xem được cái phần 2 khi mà Thanh Mai đi vào khu vực chùa phóng sinh nha các bạn. Đặc biệt là trong video clip phần 2 thì cũng chia sẻ cho các bạn những cái món ăn nổi tiếng nhất tại Tiền Giang, chẳng hạn là hủ tiếu nổi tiếng nhất hoặc là bánh cam nổi tiếng nhất cũng như là trà sữa nổi tiếng nhất tại khu vực Mỹ Tho của Tiền Giang nha các bạn. Đó, thì các bạn nhớ đón xem video clip phần 2 của Thanh Mai nha các bạn. Rồi bây giờ thì Thanh Mai và mọi người phải lên xe để mà có thể đi ăn trưa. Bây giờ đã trưa lắm rồi, hơn 12 giờ trưa rồi. Và mọi người sẽ đi lên chùa và phóng sinh trong video clip phần 2 nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip phần 2.